Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 141. Mở đầu sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày. Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2020, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố đã đến thăm hỏi và động viên các tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các chốt kiểm tra thân nhiệt thuộc huyện Mê Linh. Tại các điểm đến, Giám đốc Công an thành phố đã thăm hỏi và lắng nghe những tâm tư của cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm túc trực 24/24 giờ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch. Đánh giá cao tinh thần xung kích, hết lòng, hết sức vì sức khỏe của người dân thủ đô, Giám đốc Công an thành phố mong muốn các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần chống dịch như chống giặc, chung tay gánh vác, chia sẻ những lo lắng của chính quyền và nhân dân về nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn công tác cũng đã tặng quà, động viên các chốt công tác vượt qua mọi khó khăn, chiến đấu và chiến thắng bệnh dịch trong thời gian tới nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân. Mặc dù đã tháo rời các phụ kiện rồi chia ra cất giấu trong các bao tải màu đen, tuy nhiên hai đối tượng là Nguyễn Đức Vũ, sinh năm 2001 và Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 2000, cùng hộ khẩu thường trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, không thể ngờ hành vi vận chuyển trái phép vũ khí của mình đã bị bại lộ. Theo đó, vào lúc 16 giờ 25 phút chiều ngày 14 tháng 4 năm 2020, tổ công tác Y27 KH141 Công an thành phố Hà Nội do Thượng úy Đoàn Quang Trụ, cán bộ đội cảnh sát giao thông số 15 Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại đường quốc lộ 3, đường 35 thuộc địa phận xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn thì phát hiện hai đối tượng điều khiển hai chiếc xe máy chở theo các bao tải màu đen có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra tại chỗ, tổ công tác Y27 KH141 phát hiện bên trong bao tải màu đen có chứa nhiều phụ kiện súng hơi thể thao được tháo rời như thân súng, báng súng, bình chứa khí, van điều áp, ống giảm thanh cùng nhiều hộp sắt đựng đạn trì. Khai thác nhanh, Nguyễn Ngọc Quý khai nhận số phụ kiện trên được đối tượng mua về để bán lại kiếm lời. Trong đó, Vũ được Quý thuê chở cùng với số tiền công là 500.000 đồng. Các đối tượng đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số phụ kiện này. Hiện cả hai đối tượng và tang vật đã được tổ công tác bàn giao cho Công an xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng trong vụ án cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng tại khu vực Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ. Trước đó, một đoạn clip ghi lại đoạn nhóm đối tượng điều khiển xe máy, cầm hung khí chém, gây thương tích cho hai nam thanh niên tại khu vực phố Tân Mai được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây hoang mang dư luận. Ngay khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Hoàng Mai đã nhanh chóng vào cuộc và xác minh các đối tượng gây án. Cầm đầu là Nguyễn Quốc Anh, sinh năm 2001, trú tại quận Thanh Xuân. Tại cơ quan công an, Quốc Anh cùng các đối tượng khai nhận mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn, nhưng chém nhầm hai người đi đường. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, tập trung phòng chống dịch nhưng vẫn phải đảm bảo các nhiệm vụ công tác công an. Đó là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong những ngày này mà Ban Chỉ huy Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội đề ra đối với từng cán bộ chiến sĩ. Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, ra từng người. Cùng với đó là những biện pháp tuyên truyền chủ động, sáng tạo. Lực lượng công an huyện đang nỗ lực từng ngày giúp nâng cao ý thức cho người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Đây là đối tượng Đỗ Đức Thắng, sinh năm 1986, ở thôn 1 xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ. Qua công tác trinh sát và kiểm soát địa bàn, đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện cách ly toàn xã hội phòng chống dịch COVID-19, các trinh sát Công an huyện Phúc Thọ phát hiện Thắng cùng một số đối tượng không chấp hành, ngang nhiên tụ tập, sát phạt nhau dưới hình thức sóc đĩa. Các đối tượng thực hiện các hành vi có phân công tổ chức và đối tượng canh gác, lắp camera, và khi mà các con bạc tới là đều gửi xe ở nơi cố định, sau đó là có người đưa vào nơi tổ chức hoạt động đánh bạc. Song song với thực hiện nhiệm vụ cấp bách về phòng chống dịch COVID-19, Công an huyện Phúc Thọ luôn bám sát chỉ đạo nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm. Trong quá trình vận động tuyên truyền người dân phòng chống dịch bệnh, ngay trong ngày 9 tháng 4 vừa qua, các chiến sĩ Công an huyện cũng đã vận động thuyết phục được một người dân tự nguyện giao nộp 3 khẩu súng kíp. Ngoài cái việc mà chúng tôi làm các cái nhiệm vụ theo cái chức năng của tại đơn vị, thì về với phía bản thân và gia đình thì chúng tôi cũng vận động gia đình, người thân để chấp hành nghiêm chỉnh các cái quy định của chỉ thị 16. Cán bộ chiến sĩ của Công an huyện Phúc Thọ từ các đội nghiệp vụ cho đến công an xã chính quy, chúng tôi đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, thể hiện đúng bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ. Ngày cũng như đêm, tại từng con hẻm sâu, ngõ phố, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ thường xuyên liên tục tổ chức tuần tra, kiểm soát nhân hộ khẩu, kết hợp tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh. Nhờ đó, đơn vị đã và đang chủ động, phối hợp với các ngành chức năng từng bước xây dựng, triển khai và thu được những kết quả nhất định trên mặt trận diệt giặc Covid. Bản tin 141 xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu muốn phản ánh thông tin về tình hình an ninh trật tự, quý vị và các bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 0963 991818 hoặc fanpage Bản tin 141. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.